Giờ đây, đây là một con Nokia còn rất đẹp nha, từ cổ zin từ A tới Z. Đây nó là con Nokia gì đây? Sao hàng không 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 hàng rồi không biết con gì luôn, nhưng mình nhớ con này là 3120 sao đó. Còn ngon lành đẹp, còn đẹp, vỏ zin, bộ sưu tập có gì hoài niệm cho những người xài Nokia chết chết. Máy còn đẹp nha, zin toàn bộ nha. À, còn đẹp, Nokia nó cười luôn nè. 11:59 dễ thương. Đẹp. Rồi, giá cho em nó ra đi. Hàng sưu tầm 150, 1.50.000. Rồi, anh chị em nào thích thì comment liên hệ với em số điện thoại 0908684942. Nhỏ gọn, trưng bày 3120 á, như con này là 3120. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem tin. Rồi, cảm ơn anh chị.